Người dân háo hức xếp hàng trải nghiệm đường sắt Cát Linh Hà Đông. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 11 năm 2021 8 giờ 35 sáng. Sự kiện, Internet, đúng 9 giờ ngày 6 tháng 11, đường sắt Cát Linh Hà Đông đón những hành khách đầu tiên. Rất đông người dân xếp hàng từ sáng sớm để chờ trải nghiệm dự án đường sắt đô thị đầu tiên của thủ đô Hà Nội. Video người dân háo hức xếp hàng trải nghiệm đường sắt Cát Linh Hà Đông. Ông Trần Tuấn Sơn, 38 tuổi, trú tại Lý Nam Đế cho biết, từ sáng sớm, ông đã đi xe buýt đến ga Cát Linh. Đây là loại hình vận tải bằng đường sắt trên cao đầu tiên ở Việt Nam nên ông Sơn rất háo hức. Còn chị Bích Phương, 46 tuổi cho biết, nhà tôi ở đường Nguyễn Trãi ngay cạnh ga Metro Cát Linh Hà Đông. Sang tuần, tôi sẽ thử đi tàu đi làm. Từ ga Cát Linh đến cơ quan tôi khoảng 3 km. Ga Cát Linh trong ngày đầu khai thác thương mại, rất đông người dân đã đến xếp hàng chờ đi thử dọc tuyến về ga Yên Nghĩa. Khi vào đến ga, người dân được nhân viên điều hành hướng dẫn và yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Không chỉ người già, mà trẻ nhỏ và nhiều bạn trẻ cũng lần đầu trải nghiệm tàu trên cao. Trong 15 ngày khai thác đầu tiên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội miễn phí vé đi tàu cho hành khách để mọi người làm quen với loại hình vận tải công cộng mới mẻ tại Việt Nam. Trước 9 giờ sáng, rất đông người dân háo hức, xếp hàng tại ga Cát Linh đợi vào trải nghiệm chuyến tàu trên cao đầu tiên tại Việt Nam. Người dân được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Người dân được đi tàu Cát Linh Hà Đông miễn phí 15 ngày đầu. Còn người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo được miễn phí. Người dân được hướng dẫn quẹt thẻ từ để vào nhà ga. Tổng số người tham gia khai thác đường sắt Cát Linh Hà Đông là 733 nhân viên. Sổ tay hướng dẫn hành khách sử dụng dịch vụ được phát đến tận tay người dân. Những tấm vé đầu tiên trên tay người dân. Đoàn tàu đầu tiên của tuyến Metro Cát Linh Hà Đông đang tiến vào ga Cát Linh. Các nhân viên an ninh hướng dẫn khách lên tàu an toàn. Người dân Hà Nội trải nghiệm tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông trong ngày đầu khai thác thương mại. Sau 10 năm đợi chờ, ông Vũ Thành Nam trú tại Cầu Giấy đã có thể đi tàu trên cao. Nhiều bạn trẻ háo hức trải nghiệm tàu trên cao. Mã QR code được dán trên tất cả các toa của tàu. Lần đầu tiên Việt Nam áp dụng khách đi tàu trả tiền theo km, đi dài trả tiền nhiều, đi ngắn trả tiền ít. Hệ thống bảng báo điện tử trên tàu giúp khách quan sát dễ dàng và thuận tiện theo dõi lộ trình. Ga Yên Nghĩa là điểm đến cuối của tuyến Cát Linh Hà Đông. Giá mở cửa lên tàu là 7.000 đồng, mỗi cây em thêm 600 đồng. Lần đầu tiên Việt Nam áp dụng khách đi tàu trả tiền theo km, đi dài trả tiền nhiều, đi ngắn trả tiền ít. Giá vé trên đã có trợ giá của nhà nước. Giá vé ngày là 30.000 đồng một người, vé một ngày, không giới hạn số lượt đi lại, vé tháng có các mức từ 100.000, 140.000 đến 200.000 đồng một tháng một người tùy theo từng nhóm hành khách. Người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo được miễn phí. Để tiếp cận 12 ga tàu Cát Linh Hà Đông, hành khách có thể sử dụng 55 tuyến xe buýt kết nối theo chiều ngang và chiều dọc với tuyến Metro. Ga đầu tuyến Cát Linh và ga cuối tuyến Yên Nghĩa có 16 tuyến buýt, ga ít nhất 7 tuyến. Với khách đi xe máy, toàn bộ 12 ga bố trí chỗ gửi để đi tàu. Sáng nay tàu điện Cát Linh Hà Đông được bàn giao, vận hành. Thứ Bảy, ngày 6 tháng 11 năm 2021 8 giờ 35 sáng. Sự kiện, Internet, sáng 6 tháng 11, thành phố Hà Nội nhận bàn giao dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông và đón người dân đến trải nghiệm đi tàu miễn phí. Lễ bàn giao dự án được tổ chức tại tầng 2 nhà ga Cát Linh với sự có mặt của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh. 9 giờ, các nhà ga của đường sắt Cát Linh Hà Đông mở cửa. Người dân có thể vào ga và trải nghiệm đi tàu miễn phí trong 15 ngày. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đôi, khổ 1.435mm, tốc độ tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác 35 km/h. Thời gian chạy tàu từ Cát Linh đến Hà Đông, hoặc ngược lại, là 23,63 phút. Tàu điện Cát Linh Hà Đông chạy qua Hồ Hoàng Cầu, quận Đống Đa, lúc 7 giờ sáng 6 tháng 11. 7 giờ 20.06, 11. Đồ Họa, Phượng Nguyễn. 7 giờ 16.06, 11. Tại sự kiện, nhân viên Hanoi Metro phát cho khách mời sổ tay hướng dẫn sử dụng tuyến đường sắt do doanh nghiệp biên soạn và phát hành. 7 giờ 11.06, 11. Lối vào nhà ga Cát Linh với hệ thống thẻ từ. Hanoi Metro cho biết sẽ có 733 vị trí nhân sự vận hành dự án, gồm 651 nhân sự gốc và 82 nhân sự được bổ sung sau khuyến cáo của tư vấn ACT. 7 giờ 4.06, 11. Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Hà Nội dự lễ bàn giao. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng có mặt tại nhà ga Cát Linh sáng 6 tháng 11. Phía đại diện Trung Quốc có ông Hồ Tỏa Cầm, tham tán công sứ Trung Quốc tại Việt Nam, và ông Đường Hồng, lãnh đạo tổng thầu tại Việt Nam. 7 giờ 2.06, 11. Lễ bàn giao dự án được tổ chức tại tầng 2 nhà ga Cát Linh. 6 giờ 55.06, 11. Người dân được trải nghiệm miễn phí 15 ngày.
Lãnh đạo Hanoi Metro cho biết trong 6 tháng đầu, giờ mở tuyến là 5 giờ 30-22 giờ. Một tuần đầu, các đoàn tàu chạy với tần suất 15 phút chuyến, tuần thứ 2 chạy 10 phút chuyến. Nếu khách đông, Hanoi Metro sẽ lập tức điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu. Sau 6 tháng, giờ hoạt động của tàu sẽ tăng lên từ 5 giờ 30 đến 22 giờ 30. Giờ bình thường chạy 10 phút chuyến, giờ cao điểm là 6 phút chuyến. 6 giờ 54 06 11. 10 năm khởi công xây dựng, nhiều lần lỡ hẹn. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư vào tháng 10 năm 2008 với tổng mức đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng tương đương 552 triệu đô la Mỹ. Quá trình thực hiện, dự án đội vốn lên hơn 18.000 tỷ đồng tương đương 868 triệu đô la Mỹ. Dự án đã nhiều lần lùi hẹn bàn giao, vận hành. Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, tư vấn Ác Pháp đưa ra 16 khuyến nghị phòng ngừa rủi ro trong quá trình vận hành, trong đó yêu cầu ở vị trí giữa ke ga và đường ray phải lắp đặt kính chắn. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Hà Nội cam kết đầu tư thêm hạng mục này trong tương lai. Hiện tại, đơn vị vận hành tạm khắc phục bằng cách cử thêm người cảnh giới. Hội đồng kiểm tra nhà nước chấp thuận nghiệm thu dự án Cát Linh Hà Đông. Thứ hai, ngày 31 tháng 10 năm 2021 8 giờ 35 sáng. Sự kiện, URL, Internet, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Hội đồng kiểm tra nhà nước chấp thuận đồng ý kết quả nghiệm thu có điều kiện của chủ đầu tư để đưa tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông vào khai thác giai đoạn đầu. Chiều 29 tháng 10, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông. Thay mặt hội đồng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thông báo, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, công tác kiểm tra kết quả nghiệm thu, căn cứ các báo của chủ đầu tư dự án Bộ Giao thông Vận tải các chủ thể tham gia vào công trình, báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại trong quá trình thực hiện dự án, kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình của chủ đầu tư, báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia cũng như kết quả kiểm tra hiện trường. Trên cơ sở ý kiến bằng phiếu của hội đồng, kết quả 9 phần 9 thành viên chấp thuận đồng ý kết quả nghiệm thu có điều kiện của chủ đầu tư để đưa công trình đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông vào khai thác giai đoạn đầu. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lưu ý chủ đầu tư Bộ Giao thông Vận tải phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, rà soát toàn bộ các hệ thống, thiết bị phục vụ vận hành trước khi bàn giao đưa vào khai thác dự án. Các đơn vị rà soát công tác chuẩn bị nhân lực, các điều kiện đảm bảo vận hành thực tế và các phương án xử lý các tình huống có thể phát sinh trong quá trình khai thác, nhất là đối với các phát hiện liên quan đến vận hành đã được tư vấn đánh giá an toàn hệ thống khuyến cáo. Cần thống nhất và phê duyệt quy trình vận hành phù hợp với giai đoạn đầu khai thác và thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan đảm bảo đưa công trình vào khai thác an toàn, đúng pháp luật. Trong quá trình vận hành, Metro Hà Nội tổ chức khai thác theo đúng quy trình vận hành, biểu đồ chạy tàu đã được phê duyệt, từng bước nâng cao sự thành thục của nhân viên vận hành, hướng dẫn người dân trong giai đoạn đầu khai thác, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân làm quen với loại hình giao thông mới nhằm đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả của dự án. Phát biểu sau cuộc họp của hội đồng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, trong suốt giai đoạn triển khai dự án luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng Kiểm tra Nhà nước, các chuyên gia, chủ đầu tư cũng như tổng thầu đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo, yêu cầu của Hội đồng về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai. Dự án được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước chấp thuận kết quả nghiệm thu đánh dấu giai đoạn mới của dự án. Với trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để triển khai các nội dung theo yêu cầu của Hội đồng. Để đưa dự án vào khai thác, vận hành theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nói. Theo ông Vũ Hồng Trường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, đơn vị đã sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận vận hành khai thác tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Đơn vị cũng đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về kế hoạch khai thác trong giai đoạn đầu vận hành của dự án. Trước đó, sáng 29 tháng 10, Hội đồng đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành, khai thác thực tế tại hiện trường dự án. Đoàn công tác của hội đồng đã thực hiện kiểm tra công tác vận hành khai thác thực tế trên toàn tuyến. Đồng thời thị sát từ khâu hướng dẫn sử dụng thẻ vé, phát vé, công tác quản lý, điều hành của một số phòng chức năng tại một số nhà ga Cát Linh, Phùng Khoang, Yên Nghĩa thực tế vận hành tại một số hạng mục như ke ga, sảnh đón khách, cửa soát vé, phòng điều khiển, phòng thiết bị tín hiệu, phòng thiết bị thông tin, phòng thiết bị điện. Dừng tại điểm cuối tuyến, đoàn đã thị sát tổng thể khu depot, khu chức năng của các đơn thể, các điều kiện duy tu, bảo dưỡng tại Trung tâm Duy tu Tổng hợp DCC. Lào tiếp nhận tàu cao tốc, tiêu chuẩn Trung Quốc đầu tiên. Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2021 8 giờ 35 sáng. Sự kiện, URL, Internet, tàu cao tốc lên sang chạy từ Trung Quốc đến Lào hôm 16 tháng 10. Ảnh, Xinhua.
Tàu cao tốc, tiêu chuẩn Trung Quốc, chạy tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đã đến ga Viêng Chăn hôm 16 tháng 10. Tân Hoa Xã đưa tin, đoàn tàu cao tốc đầu tiên mang tên Lên Sang, nghĩa là Triệu Voi, tên gọi xưa của Lào, đã được Trung Quốc bàn giao cho Lào trong buổi lễ trọng thể hôm 16 tháng 10. Đoàn tàu chính thức được bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn đường sắt Lào Trăng, một liên doanh có trụ sở tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, phụ trách xây dựng và vận hành tuyến đường sắt. Trung Quốc bàn giao tàu cao tốc Lên Sang cho Lào. Ảnh, Xinhua. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Đại sứ Trung Quốc tại Lào Chiang Zaidong cho biết việc Lào tiếp nhận chuyến tàu hiện đại đầu tiên trong lịch sử là bước tiến mang tính quyết định trong việc xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào. Theo tiến độ xây dựng hiện tại, phía Lào đề xuất ngày Quốc khánh Lào sắp tới 2.12 là ngày chính thức khai trương, và chúng tôi sẵn sàng làm việc với phía Lào để hiện thực hóa điều đó, Đại sứ Trung Quốc nói. Đại sứ Chiang cho biết, sau khi khai trương tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, thời gian của hành trình từ Viêng Chăn đến biên giới Trung Quốc-Lào sẽ rút ngắn từ 2 ngày xuống còn 3 giờ, và đến Côn Minh có thể chỉ trong một đêm. Sau khi khai trương tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, thời gian từ Viêng Chăn đến biên giới Trung Quốc-Lào sẽ rút ngắn từ 2 ngày xuống còn 3 giờ. Ảnh, Xinhua, Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông Lào Viêng Savat Siphandon khẳng định tại buổi lễ rằng, việc thiết kế và chế tạo tàu là một phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến đường sắt Lào Trăng và được chính phủ Lào rất coi trọng. Bộ trưởng nhấn mạnh, Lào đã bước sang một kỷ nguyên mới của vận tải đường sắt và nâng cấp giao thông vận tải. Đoàn tàu Lên Sang do tập đoàn CRRC Corporation của Trung Quốc sản xuất, với thiết kế dựa trên tàu cao tốc Phục Hưng Phát Sinh. Tập đoàn đường sắt nhà nước Trung Quốc đã chỉ đạo các công ty thiết kế và chế tạo chủ động thích ứng với các tình huống vận tải xuyên biên giới, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng và thực hiện các cải tiến cần thiết. Tàu Lên Sang do tập đoàn CRRC Corporation của Trung Quốc sản xuất, với thiết kế dựa trên tàu cao tốc Phục Hưng. Ảnh, Xinhua. Với công nghệ tiên tiến, tàu Lên Sang được đánh giá là an toàn, thoải mái và đáng tin cậy với sức chở hành khách lớn nhưng chi phí vận hành thấp, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu hoạt động chính theo yêu cầu của hoạt động đường sắt Trung Quốc-Lào. Tàu Lên Sang được sơn màu cờ Lào đỏ, xanh và trắng. Thiết kế nội thất tích hợp các yếu tố của văn hóa truyền thống Trung Quốc và Lào. Theo tập đoàn đường sắt nhà nước Trung Quốc, tàu Lên Sang có tốc độ tối đa 160 km/h, gồm 9 toa, trong đó có một đầu máy, một toa ăn, một toa hạng nhất và 6 toa hạng 2, tổng cộng 720 ghế. Tàu Lên Sang được sơn màu cờ Lào đỏ, xanh và trắng. Ảnh, Xinhua. Các toa máy lạnh rộng rãi với chỗ ngồi thoải mái được lắp đặt ổ cắm điện theo tiêu chuẩn của Trung Quốc và Lào. Toa phục vụ ăn uống được trang bị tốt để đáp ứng nhu cầu ăn uống và nghỉ ngơi của hành khách. Các màn hình, chương trình phát sóng và biển báo dịch vụ đều bằng 3 thứ tiếng Trung, Lào và Anh. Toa thứ tư được trang bị ghế đặc biệt, tay vịn, nhà vệ sinh, nút gọi SOS và biển chỉ dẫn bằng chữ nổi Braille để tạo thuận lợi cho hành khách khuyết tật đi lại. Dự án đường sắt cao tốc Lào Trăng được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2016, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2021. Trung Quốc, thần tốc, xây đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2021 8:35 sáng. Sự kiện, URL, Internet, tàu cao tốc Trung Quốc, ảnh, Xinhua. Đầu thế kỷ 21, Trung Quốc không có đường sắt cao tốc, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, nước này đã có hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Gần 38.000 km đường sắt cao tốc. Trước đây, những chuyến tàu chậm chạp và bất tiện trên khắp đất nước rộng lớn này, với tốc độ trung bình thấp, khiến các hành trình như Thượng Hải Bắc Kinh trở thành một phép thử về khả năng chịu đựng đi lại. Nhưng hôm nay là một bức tranh hoàn toàn khác. Theo CNN, quốc gia đông dân nhất thế giới có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Không dưới 37.900 km đường sắt cao tốc trải khắp đất nước, nối tất cả cụm thành phố lớn và tất cả đều đã được hoàn thành kể từ năm 2008. Một nửa trong tổng số đó đã được hoàn thành chỉ trong 5 năm qua, với 3.700 km nữa sẽ được mở trong những tháng tới của năm 2021. Mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng gấp đôi chiều dài một lần nữa, lên 70.000 km, vào năm 2035. Hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc, ảnh, Xinhua. Với tốc độ tối đa 350 km/h trên nhiều tuyến, du lịch liên tỉnh đã được chuyển đổi và sự thống trị của các hãng hàng không đã bị phá vỡ trên các tuyến đường nhộn nhịp nhất. Đến năm 2020, 75% thành phố của Trung Quốc với dân số 500.000 người trở lên có đường sắt cao tốc. Tây Ban Nha quốc gia có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất châu Âu và chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng toàn cầu cũng chỉ có hơn 3.200 km được xây dựng để hoạt động với tốc độ hơn 250 km/h. Anh hiện chỉ có 107 km trong khi Mỹ chỉ có một tuyến đường sắt gần như đủ tiêu chuẩn đường sắt cao tốc hành lang Đông Bắc của Amtrak nơi các chuyến tàu Acela hiện đạt vận tốc 240 km/h trên các đoạn được xây dựng lại với chi phí đắt đỏ của tuyến hiện có dùng chung với tàu khách và tàu hàng. Trung Quốc là nước có hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Ảnh AFP Getty. Biểu tượng của sức mạnh kinh tế.
Tham vọng của Trung Quốc là biến đường sắt cao tốc trở thành phương thức được lựa chọn cho các chuyến du lịch đường dài trong nước.